À, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình vừa làm xong con ly cho khách 16 sò Ecoo 5095 chip dán nha các bạn. Có lồi Bluetooth. Đây chạy biến áp 25A và tụ lọc nguồn 63V 10.000 mi của Đài Loan, tụ vàng. Toàn bộ mạch trên con ly này là mạch sợi tinh hết. Điện trở mạch công suất thì 16 sò này. Điện trở lớn 2W ha. Đây. Đây là mic 6 volume. Sử dụng mạch chống hú rời nha các bạn. Đây, mạch chống hú rời. Rồi mình chỉ quay sơ thôi nha. Về cái bản con này là đang chạy Eco 50195 mic chip dán. Rất là nhẹ ca nha. Ca dễ mình dễ ca. Còn nếu mà những ai thích reverb á thì bên mình sẽ lắp reverb 5 volume thế này đây. Reverb dẫn 5 volume. Rồi cái con này thì về giá thì mình cũng chưa tính tính chính xác, cho nên anh em nào muốn tham khảo thì đợi mình gọi điện hoặc nhắn tin cho mình nha, để mình tính chính xác lại mình báo giá cho. Mình thử một khúc nhạc nha. Rồi cái con này á, là chạy Eco 5095 với lại xung nhịp là 74624 nên tiếng rất là hay nha các bạn, hay nhất trong các dòng Eco nha. Rất là nhẹ ca. Các bạn ca anh em nào ca bình thường thôi á, ca vui chơi thì nên sử dụng Eco hơn, nó sẽ nhẹ ca hơn là reverb. Reverb thì cũng phải kèm Eco cho mới ca được, chứ mà reverb không thì anh em nào ca hay có chất giọng thì sẽ rất hay, còn nếu không thì nó hơi khó ca. Cho nên cái Eco 5095 này mình cảm thấy là hay, là tuyệt vời rồi. Còn những ai có nhu cầu reverb thì mình sẽ lắp mà reverb 5 5 nốt luôn. Rồi. Cảm ơn các bạn đăng ký channel của mình nha. Thì tất cả những linh kiện trong ly này như là đầy đủ luôn ha, mình có bán cung cấp, thì anh em nào muốn cáp hoặc là đặt hàng gì đó thì cứ gọi điện mình hoặc là lên website mình là linkkienrapamly.com. Rồi xin cảm ơn các bạn.